Sáng ngày 6 tháng 9, có hàng chục phụ huynh phản đối việc nhập điểm trường tại thôn Nam Yên về trường chính tại thôn Phò Nam ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, nên đã đưa con em về điểm trường cũ tại thôn Nam Yên, chứ nhất quyết không đưa con em đến trường chính. Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có chủ trương xây mới trường tiểu học Hòa Bắc tại điểm trường chính thuộc thôn Phò Nam, trung tâm xã Hòa Bắc để đưa vào sử dụng trong năm học mới 2023-2024. Để đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy và học trên địa bàn xã, chính quyền đã lên kế hoạch sáp nhập các điểm trường lẻ, trong đó có điểm trường thôn Nam Yên về trường chính. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh phản đối vì cho rằng nếu sáp nhập thì con em họ phải đi học xa hơn và nguy hiểm hơn vào mùa mưa. Được biết, điểm trường đặt tại thôn Nam Yên cách trường chính khoảng 2 km. Liên quan đến vụ việc trên, nhiều phụ huynh tại thôn Nam Yên đã đồng loạt gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhưng chưa có phản hồi. Cô Lê Thị Thanh Xuân, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Hòa Bắc cho biết, quan điểm của nhà trường là nếu một số học sinh khó khăn, nhà trường sẽ xin ý kiến cấp trên chứ không hề có việc học ghép. Nhiều phụ huynh biết điều này nhưng vẫn cố tình lấy đó làm lý do để phản đối việc đưa con em đến trường mới. Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch xã Hòa Bắc cho hay, việc sáp nhập trường học nằm trong kế hoạch của chính quyền địa phương và đã được lên phương án từ trước.